Từ chiều tối qua cho đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, xuất hiện một số điểm ngập tại thành phố Thái Nguyên và nguy cơ sạt lở tăng cao tại nhiều khu vực. Do mưa lớn, sáng nay tại một số vị trí như ngã tư Phan Đình Phùng, Lương Ngọc Quyến, đường Nguyễn Du trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bị ngập từ 30 đến 50cm, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông. Sáng nay mưa bắt đầu to dần, hôm qua mưa vẫn nhỏ, nhưng mà sáng nay mưa to dần, mấy đường ngập hết, ngập sâu, khăn là đi lại ngập quá, không đi lại được, một số đường ngập quá, phải đi lòng vòng vèo mới đến nơi. Mưa bão thì người dân thì họ sẽ không đi lại được, trên các tuyến đường nó ngập thì không đi được, ảnh hưởng đến công việc. Thì ở Thái Nguyên cũng chưa có hiện tượng là nhà sập, nhưng mà một số cây, các thứ của cầu biển báo trên tuyến đường thì cũng đã có bị gãy đổ rồi. Cơ quan Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, lượng mưa đo được trên địa bàn Thái Nguyên phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Đến thời điểm này, cơn bão số 3 đã gây tốc mái, hư hỏng 35 nhà ở, 7 điểm trường, trên 470 hecta lúa bị ngập, đổ. Để đảm bảo cho người và tài sản của người dân thì tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở và đã vận động người dân di rời khỏi các khu vực sạt lở đến trú tạm tại gia đình người thân hoặc nhà các trụ sở cơ quan. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương tập trung chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra, rà soát, phòng ngừa ngập úng, sạt lở sau mưa bão tại các huyện Định Hóa, Võ Nhai và Phú Lương.